Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 9 tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Lâm Đồng tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động thăm chúc Tết của lãnh đạo tỉnh tại các đơn vị cơ sở tôn giáo. Đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết. Kêu gọi đi lại an toàn dịp Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thông báo kết luận số 26 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 8 tháng 2 năm 2021. Tham dự có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo các địa phương. Theo kết luận 26 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 ngày 8 tháng 2 năm 2021 với 8 nội dung chính, trong đó nhấn mạnh việc xuất hiện ổ dịch mới tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao. Từ đó yêu cầu các địa phương trong cả nước và các bộ ngành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh nhấn mạnh, mặc dù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa xuất hiện ca bệnh nào dương tính với COVID-19, nhưng địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là. Với những tiềm ẩn về lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng hiện nay, Sở Y tế yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở phải kích hoạt toàn bộ các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai từ trước đến nay ở mức cao nhất. Trong đó kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung với hơn 4.000 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm việc truy vết người đi từ vùng dịch trở về địa phương để cách ly y tế và theo dõi kịp thời. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng thông báo về việc quy định áp dụng biện pháp cách ly đối với trường hợp cụ thể và việc ra quyết định cách ly theo thẩm quyền của các địa phương và ngành y tế. Tiếp đó, tại các điểm cầu, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo cụ thể về các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được đưa ra, như thực hiện cách ly các trường hợp đi về từ vùng dịch, hoạt động trực tại các chốt kiểm dịch COVID-19, việc thành lập các khu cách ly và công tác rà soát người địa phương về quê ăn Tết. Trên cơ sở đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 mà các ngành và các địa phương trong tỉnh cần gấp rút thực hiện trong thời gian tới. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị toàn bộ nội dung kết luận của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp lần này. Thành ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, thì với trách nhiệm được giao điều hành, thì trước hết là tôi cũng rất là hoan nghênh các đồng chí đã thực hiện một số các cái giải pháp như vậy, là nó khá là nghiêm túc, nó khá là đồng bộ, và đồng thời cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là phát huy được hiệu quả. Trong cuộc họp này thì với cái tinh thần các đồng chí vừa mới phát biểu thì tôi xin kết luận một số các nội dung và đề nghị là các cấp, các ngành, các địa phương chúng ta chấp hành tuyệt đối. Thứ nhất là phải thống nhất về mặt quan điểm là chống dịch như chống giặc. Và nếu xảy ra tình huống nó xấu hơn thì cái việc truy vết thì chúng ta phải truy vết thần tốc. Chúng tôi đề nghị đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phải thường trực 24/24 tại địa phương, sẵn sàng kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn một cách phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh. Chúng ta không phóng đại, không tô hồng, nhưng mà phải nhìn nhận cho nó đúng và tập trung thực hiện một số các cái nhiệm vụ sau đây. Là chúng ta vận động người dân Lâm Đồng, con em Lâm Đồng đang ở các cái vùng dịch, nhất là vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, là chưa trở về Lâm Đồng ăn Tết Tân Sửu 2021. Hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán và chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn kịp thời rà soát các cái cá nhân có nguy cơ để chúng ta cách ly theo quy định
và cách ly F1, F2, F3 như thế nào, thì vừa rồi thì đồng chí giám đốc Sở Y tế đã có cái trao đổi, và giám đốc trung tâm y tế các cái huyện phải có trách nhiệm tham mưu cho địa phương để chúng ta phân loại cho nó đúng và báo cáo cập nhật tình hình hàng giờ, hàng ngày, kể cả ban đêm. Thứ hai là tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid trên địa bàn, tức là 5K, và xử lý nghiêm các cái trường hợp theo quy định. Chúng ta cứng rắn trong cái việc mà chúng ta phạt người không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Thứ ba là chúng ta vận động hạn chế đến mức tối đa. Và về phía cá nhân đó, tôi đề nghị chúng ta có thể nên dừng, trừ những cái việc nó liên quan tới lễ tang thì cũng phải rất là người, phải rất là gọn. Để gì? Để sau này có điều kiện, nhỡ có việc gì chúng ta truy vết. Các cái lễ hội, các nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, tất niên, họp lớp, họp đồng hương, có lẽ chúng ta nên dừng. Chúng tôi rất chia sẻ, rất cảm thông, nhưng mà vì cái đại cục thì chúng ta phải có cái chia sẻ, phải có cái hợp tác với chính quyền. Để gì? Để đảm bảo năm 2021 và các cái năm tiếp theo chúng ta thực hiện thành công mục tiêu kép. Cái thứ tư là rà soát, kích hoạt tất cả các cái khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng ta phải chuẩn bị tư thế và sẵn sàng tiếp nhận các cái đối tượng cách ly. Riêng Ủy ban Nhân dân huyện Đạo Oai và Di Linh thì là phải thành lập khu cách ly tập trung, hoàn thành vào ngày 11 tháng 2, tức là 30 Tết. Chúng ta phải xong. Việc chi viện hỗ trợ điều kiện như thế nào thì tỉnh sẵn sàng, các cấp các ngành sẵn sàng. Về phía địa phương thì thưa các đồng chí, đây là kết luận. Đối với công tác thông tin tuyên truyền thì Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, báo Lâm Đồng, hệ thống truyền thanh cơ sở, xe loa lưu động, vân vân, thì chúng ta thông báo rộng rãi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về cái nội dung là những cái người về vùng dịch, ở vùng dịch đó đã công bố tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, về Lâm Đồng thì tùy theo từng trường hợp thì là cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Vận động mọi người dân có điện thoại thông minh thì chúng ta phải cài đặt cái phần mềm Bluezone để thuận tiện cho cái việc truy vết và ngăn ngừa cái dịch bệnh nó lây lan. Nội dung thứ hai của các sở thông tin truyền thông nữa là cập nhật và thông báo kịp thời trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh và các điểm dịch trên toàn quốc theo công bố của Bộ Y tế và Sở Y tế để người dân tự giác khai báo và áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với Sở Y tế cùng với Công an, cùng với Bộ Chỉ huy quân sự, các sở ngành liên quan và các cái địa phương, các huyện thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để tranh thủ từng giờ từng phút, nếu có xuất hiện trường hợp xấu nhất thì phải truy vết, áp dụng những cái biện pháp phù hợp với tất cả các cái trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hoặc là trên địa bàn tỉnh. Và như chúng tôi đã nêu là tiếp tục kêu gọi những cái người dân qua lại các ổ dịch khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm và cách ly theo quy định. Và đối với các cái trường hợp này thì chúng ta cũng phải rất chia sẻ, rất cảm thông với thành phố Hồ Chí Minh, với Bình Dương và các tỉnh bạn hiện nay đang xuất hiện các cái ca bệnh. Đây là cái việc nó chẳng đặng dừng, không mong muốn, không hề có sự phân biệt, so sánh và thậm chí là không hề có cái việc mà chúng ta cô lập chuyện nào chuyện kia, không phải. Nhưng vì cái chung thì chúng ta rất là chia sẻ. Thứ hai là rà soát chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết về nhân lực, vật tư, sinh phẩm, công cụ phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh, tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và chế độ chính sách vân vân thì chúng ta đã thực hiện những cái chính sách chế độ bổ sung, Ủy ban dân tỉnh căn cứ vào điều kiện và theo quy định và vận dụng và thực hiện chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh, thường trực tỉnh ủy, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét vận dụng. Chúng ta tiếp tục duy trì cái chế độ báo động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống, đảm bảo về cái đào tạo tập huấn nhanh gọn để anh em
tình nguyện viên người ta biết, người ta hình dung và người ta có cái ứng xử nó kịp thời. Cái việc lập danh sách những cái người đã tiếp xúc gần vân vân thì cái này chúng ta đã có kinh nghiệm của hai cái đợt dịch vừa qua thì chúng ta tiếp tục thực hiện. Đối với công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì phải phối hợp với các cái sở ngành để kiểm tra nghiêm ngặt các cái cơ sở lưu trú, kịp thời phát hiện các cái trường hợp đến từ vùng dịch để thực hiện việc cách ly theo quy định. Các khu du lịch, các cái điểm tham quan cho tới thời điểm này chúng ta chưa có thực hiện giãn cách và phong tỏa xã hội. Chính vì vậy, việc đo thân nhiệt, việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, vân vân chúng ta thực hiện. Thì Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phải làm cái động tác này. Bộ Chỉ huy tỉnh cùng với Công an, cùng với Sở Y tế tiếp tục tổ chức tốt cái biện pháp cách ly y tế, tiến hành rà soát toàn bộ quy trình để không xảy ra lây nhiễm trong các cái cơ sở cách ly và có cái phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại sàng lọc và không để quá tải các cái cơ sở cách ly tập trung. Những cái nơi nào mà cần chia sẻ thì chúng ta đã chuẩn bị rồi, chúng ta đã dự liệu rồi, thì trên cơ sở đề nghị các anh chị chúng ta tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, không để sức ép đè nặng ở một cái địa phương nào đó, trong khi những cái địa phương còn lại thì cơ sở chúng ta có nhưng mà chưa có người đưa vào cách ly. Đương nhiên đây là cái việc mà nó chẳng đặng dừng, chúng ta cũng không có mong muốn cái việc này. Đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội ấy, thì chúng ta phải có cái chỉ đạo để gì? Để nắm bắt danh sách công nhân người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố đang có dịch trong vòng 14 ngày qua trở về địa phương và báo cáo trao đổi với các huyện để thực hiện cái việc cách ly theo quy định. Tức là chúng ta khởi động và kích hoạt đồng loạt trách nhiệm của các sở, các ngành. Tiếp theo là chấp hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày hôm qua thì đồng ý để Đà Lạt bắn pháo hoa, thì hôm nay là ngừng bắn pháo hoa trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 26 ngày 8/2/21. Và rất mong bà con, nhân dân, đồng bào các dân tộc chia sẻ cảm thông với chính phủ, với địa phương trong thời điểm này. Việc bắn pháo hoa trong dịp nào sau khi chúng ta hết dịch thì Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở quy định của pháp luật sẽ cho phép trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, là tỉnh Lâm Đồng chúng ta đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trong cái thời điểm nhiều địa phương trong nước bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cái bộ ngành trung ương cũng như lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng ta đã tích cực kiên quyết chỉ đạo các cái biện pháp phòng chống dịch và đến nay thì trên địa bàn chúng ta chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Công tác kiểm soát dịch thì được thực hiện tốt. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tôi nhiệt liệt biểu dương đội ngũ nhân viên y tế, các lực lượng tham gia phòng chống dịch và các tình nguyện viên đã không ngại gian khổ, tiên phong xung kích tham gia phòng chống dịch. Cái sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể đồng bào, đồng chí các cấp, các ngành của cả tỉnh trong thời gian vừa qua. Cái quá trình thực hiện các cái biện pháp này đó là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 21. Tôi rất là mong nhận được cái sự chia sẻ, cảm thông của bà con nhân dân với cái sự đoàn kết nhất trí, rồi truyền thống yêu thương của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Tôi hoàn toàn tin tưởng là chúng ta sẽ cùng cả nước và các địa phương bạn, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, vân vân sẽ vượt qua khó khăn do cái đại dịch COVID-19 gây ra. Tôi cũng biểu dương các cái trạm trong thời gian vừa qua đã hoàn thành nhiệm vụ cho tới thời điểm này. Theo con số kiểm đếm thì chúng ta khoảng chừng trên 600.000 trường hợp đi qua các cái trạm. Và anh em đã hoàn thành nhiệm vụ như vậy là rất là xuất sắc. Chúng ta phòng chống dịch trong một cái điều kiện năm mới như vậy, với một cái quyết tâm mới, thì chúng ta sẽ có thắng lợi mới và chúng ta sẽ có hạnh phúc mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và chúc Tết tại các đơn vị, các cơ sở tôn giáo, đảm bảo nguồn điện phục vụ Tết là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chiều nay ngày 9 tháng 2, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đến thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh,
ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Chúc Hòa Thượng Thích Thanh Tân, trưởng Ban trị sự cùng các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đón xuân mới an toàn, vui tươi và hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong việc vận động tăng ni Phật tử, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, nhất là thông qua chương trình Nhịp cầu nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đúng với tôn chỉ, mục đích của Phật giáo. Trước dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp mong muốn Ban trị sự Giáo hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tuyên truyền bà con Phật tử, nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, không tổ chức lễ tập trung đông người, giữ trang nghiêm các tu viện, cơ sở thờ tự, tiếp tục đưa công tác Phật sự ngày càng phát triển. Tại Tòa Giám mục Đà Lạt, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những đóng góp hiệu quả của các linh mục, chức sắc công giáo, bà con giáo dân trong tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết, đồng lòng cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động Ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, với vai trò uy tín của mình, Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh cùng các chức sắc tu sĩ Tòa Giám mục Đà Lạt tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp cũng đã đến thăm chúc Tết công ty xổ số Kiến Thiết Lâm Đồng. Sau khi nghe lãnh đạo công ty xổ số báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công nhân viên công ty xổ số Kiến Thiết Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách của địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong năm 2021, đơn vị tiếp tục có nhiều giải pháp hơn nữa, mở rộng thị trường nhằm đẩy mạnh sản phẩm của công ty, quan tâm đến đời sống của người lao động, đóng góp nhiều hơn vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức chương trình Tết ấm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn Tân Sửu 2021. Tại đây, 25 suất quà với trị giá 500.000 đồng một suất đã được trao cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện, với mong muốn động viên các bệnh nhân, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền, vốn là dịp để mỗi người tụ họp sum vầy bên gia đình và người thân. Được biết, đây là năm đầu tiên chương trình Tết ấm cho bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức, qua đó giúp các bệnh nhân nghèo có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật, sớm trở về ổn định cuộc sống. Dịp này, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã gửi lời chúc Tết bình an hạnh phúc đến toàn thể cán bộ y tế và tin tưởng ngành y tế sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm qua 8 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Tết Nhân Ái năm 2021, trao quà Tết cho bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã trao 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, xã Liên Rôn, huyện Đam Sông và các xã Tân Văn, Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Mỗi suất quà trị giá từ 400 đến 500 ngàn đồng, gồm quà Tết và tiền mặt cho các nhà hảo tâm tài trợ. Trong đó, Ngân hàng Vietinbank Lâm Đồng ủng hộ 65 triệu đồng. Chương trình được diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19, nên các cán bộ Chữ Thập Đỏ và bà con đều tự giác đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi đông người. Đây là một hoạt động thường niên của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vận động từ các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, góp phần chia sẻ giúp các hộ nghèo vơi đi phần nào khó khăn và đem đến niềm vui cho bà con trong những ngày Tết đến xuân về. Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay kéo dài 7 ngày, nhu cầu sử dụng điện của người dân và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao. Nắm bắt được điều này, nên ngành điện lực tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch chú trọng đầu tư, xây dựng, gia cố đường dây và các hạng mục công trình nhằm cung cấp nguồn điện ổn định, đảm bảo phục vụ người dân đón Tết cổ truyền. Theo ghi nhận của phóng viên tại địa bàn thành phố Đà Lạt, đây là một trong những địa phương tiêu thụ lượng điện lớn nhất tại Lâm Đồng. Đến thời điểm này, mọi phương án đảm bảo cung cấp nguồn điện cho dịp Tết Nguyên Đán đã được gấp rút triển khai. Trước đó, để đảm bảo nguồn điện, nhất là trong dịp Tết, Điện lực Đà Lạt đã đầu tư xây dựng trên 7,4 km đường dây trung thế, 9,3 km cáp ngầm và 42 trạm biến áp có tổng dung lượng gần 11.000 kV-ampe. Ngoài ra, Điện lực Đà Lạt còn lên phương án tăng cường công suất, san tải các trạm biến áp, tổ chức tổng kiểm tra lưới điện và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, bố trí nhân lực, sẵn sàng túc trực ứng phó khi xảy ra sự cố về điện. Để chuẩn bị cho cái công tác này thì từ tháng 6 2020, Điện lực Đà Lạt đã đầu tư xây dựng thêm
42 cái trạm biến áp với công suất 11.000 kVA. Thì tất cả các cái trạm biến áp đã được bảo trì, bảo dưỡng để mà kiểm tra lại cái thiết bị vận hành như thế nào để đảm bảo vận hành. Về cái công tác tổ chức thì chúng tôi tăng cường trực 24/24 để đáp ứng cái nhu cầu của nhân dân sử dụng điện. Anh em chúng tôi là những người trực tiếp thi công công trường để đảm bảo cái chuyện mà nguồn điện ổn định phục vụ cho nhân dân của mình trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thì anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, tức là ứng trực 24/24, tức là khi có sự cố xảy ra thì anh em chúng tôi đều xử lý trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo nguồn điện nhanh nhất để phục vụ cho điện sinh hoạt cho bà con. Cùng với địa bàn thành phố Đà Lạt, đến nay 12/12 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cấp điện cho dịp Tết cho từng địa bàn, khu vực cụ thể. Đặc biệt chú trọng rà soát, tổng kiểm tra lưới điện, sửa chữa bảo trì các đường dây, phát quang hành lang lưới điện, bó gọn đường dây tại các trục đường. Song song đó, ngành điện lực Lâm Đồng còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm. Để đảm bảo cái việc cung cấp điện cho dịp Tết Tân Sửu năm 2021, thì điện lực Lâm Đồng chúng tôi cũng đã cho kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống lưới điện cũng như các trạm biến áp trên toàn địa bàn huyện, chuẩn bị đầy đủ cái vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị dự phòng đảm bảo xử lý nhanh các sự cố về điện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân công lập lịch trực Tết Nguyên đán sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố. Ngoài ra, đối với địa bàn huyện Đức Trọng cũng là một huyện có mức tiêu thụ điện, sản lượng điện rất lớn, thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện một cách tiết kiệm và an toàn, góp phần chung tay cùng với điện lực Đức Trọng đảm bảo việc cung cấp điện an toàn trên địa bàn huyện. Lịch nghỉ Tết Tân Sửu năm nay kéo dài 7 ngày, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Với những phương án của ngành điện lực Lâm Đồng triển khai, không chỉ đảm bảo nguồn điện một cách ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn, mà còn góp phần cùng với địa phương trong việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin đáng chú ý phần tin trong nước. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi đi lại an toàn dịp Tết. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi người dân và doanh nghiệp vận tải tham gia giao thông an toàn gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 cao nhất. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, mọi người dân tham gia giao thông và doanh nghiệp vận tải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tự giác thực hiện đã uống rượu bia không lái xe và thông điệp 5-0 trong phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Cài đặt ứng dụng Blue Zone, khai báo y tế khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm triệt để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bộ trưởng tin rằng với sự cố gắng và đồng lòng của mỗi người dân khi tham gia giao thông và các doanh nghiệp vận tải sẽ góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để Việt Nam chiến thắng dịch bệnh, sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh phát triển. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến biên giới, phục vụ nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng là bắt đầu mùa khô ở Tây Nguyên. Các khe suối cạn nước lộ ra những con đường mòn lối mở để các đối tượng thực hiện hành vi xâm nhập biên giới và vi phạm pháp luật. Để đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các chiến sĩ biên phòng không quản ngày đêm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị chúng tôi đã được sự chỉ huy chỉ đạo của cấp trên thì đã tăng cường tổ chốt trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 để đảm bảo không cho các đối tượng xâm nhập trái phép vào khu vực do đơn vị quản lý. Đối với cấp ủy chỉ huy đơn vị thì cũng xác định đây là cái thời điểm trọng điểm thì rất phức tạp. Thì đơn vị đã quán triệt cái mệnh lệnh của cấp trên, triển khai lực lượng bám nắm đơn vị, tuần tra kiểm soát 24/24 đoạn biên giới phụ trách và phòng chống vượt biên xâm nhập trái phép qua đoạn biên giới của đơn vị phụ trách. Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng còn thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới để kịp thời phát hiện
xử lý đối tượng xâm nhập biên giới vào nội địa. Gần Tết Nguyên đán thì tình hình càng ngày càng phức tạp. Trước vấn đề đó thì Đảng ủy chỉ huy chúng tôi đã có họp và triển khai ngay một cái nghị quyết chuyên đề về công tác là kết hợp nhiệm vụ kép tuần tra bảo vệ biên giới với là phòng chống dịch COVID. Cụ thể chúng tôi đã là tăng cường các tổ chốt cố định, các tổ chốt lưu động và đặc biệt là hàng ngày mỗi đơn vị là tổ chức là 2 tổ tuần tra tương đương với là 14 tổ trong một ngày. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang bám trụ từng đường biên, cột mốc, kiểm soát từng đường mòn, lối mở nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh biên giới, vừa chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, Tết là dịp sắc màu văn hóa truyền thống được lan tỏa thông qua các phong tục tập quán của mỗi cộng đồng. Thế nhưng làm thế nào để các thế hệ trẻ được trải nghiệm và không thờ ơ với những giá trị truyền thống? Để làm được điều này thì trong nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động để học sinh, sinh viên được trực tiếp tham gia, hiểu hơn về Tết cổ truyền và những phong tục tập quán cùng những nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua hàng ngàn năm của dân tộc. Tết hoài niệm với những gian trưng bày được trang trí bằng những sản vật bình dân của những năm 80-90 của thế kỷ trước mà học sinh ở các thành phố lớn khó bắt gặp trong các dịp Tết cổ truyền. Cùng với đó, những trò chơi dân gian đang dần bị mai một cũng được tái hiện để học sinh trải nghiệm trực tiếp. Mặc dù là từ những cái đũa hay những quả bóng thì bố mẹ đã có rất nhiều trò chơi vui rồi. Còn hiện tại bọn em lại có dùng những iPad hay là iPhone thì em nghĩ là bọn em không phải phụ thuộc quá vào những cái công nghệ mà có thể tìm đến niềm vui của mình từ ngay trong những điều nhỏ trong cuộc sống. Những cái trò chơi mà ngày xưa có những em đến bây giờ còn chưa biết thì hôm nay trong cái Tết sẻ chia này các con sẽ biết. Đấy, rất nhiều điều mới lạ trong cái Tết này cho các con nhớ lại, tức là cái thời khó khăn nhất của ông bà ngày xưa. Dù biết đến bánh chưng, mâm ngũ quả, nhưng được tự tay chuẩn bị, trang trí lại là trải nghiệm khá mới lạ với nhiều học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên nước ngoài. Đã học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân được 3 năm, nhưng đây là năm đầu tiên Bonsai Sanavong Phathit được đón Tết cổ truyền tại Việt Nam. Tôi đã tham gia các hoạt động của Tết Việt Nam như trang trí cây đào, quất này, sắp xếp các món như bánh chưng hay là hoa quả này. Không thể về nước do dịch Covid, nhưng những sinh viên này đã trải nghiệm một cái Tết đặc biệt, thắm đậm tình hữu nghị của hai đất nước anh em. Sinh viên Lào đã hiểu hơn về văn hóa trong Tết cổ truyền Việt Nam, còn những sinh viên Việt cũng được các bạn Lào tặng lại món quà tinh thần là những bài hát, điệu múa. Đây cũng là một cơ hội chúng ta có thể giao lưu trao đổi văn hóa của Việt Nam mình đối với các bạn, những cái truyền thống của mình như là gói bánh chưng hoặc là trang trí các cây đào, cây quất ngày Tết, cũng như là mình có thể hiểu thêm về văn hóa các bạn. Hơn 150 sinh viên quốc tế và hơn 150 sinh viên Việt Nam thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hoạt động để làm sao cho các em đỡ buồn. Thứ nhất là văn hóa thể dục thể thao, rồi xâm nhập vào những cái văn hóa cổ truyền, ví dụ như là gói bánh chưng, rồi bày mâm ngũ quả, rồi liên hoan văn nghệ và đón giao thừa. Cuộc sống càng hiện đại đồng nghĩa với việc nhiều nét đẹp cổ truyền sẽ dần mai một. Vì thế, việc tự tay gói bánh chưng, cắm hoa ngày Tết hay bày mâm ngũ quả không chỉ giúp các em hiểu, trân quý để rồi cùng nhau gìn giữ, lưu truyền và tạo ra nét đẹp trong đời sống tinh thần. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.